Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 218 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Và trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share video để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn quý vị. Và mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, khi Tư Gia Đạo Quân, Tiết Hoan Đạo Quân đang trốn ở trong quả cầu bằng dây leo xem cuộc chiến, thì Sửu Vương lại dẫn đầu bắn thẳng về phía Kỳ Linh. Tiểu tử, chết đi! Trong mắt Sửu Vương tràn ngập vẻ lạnh thấu xương, còn có sát ý điên cuồng. Lần này ta sẽ không cho ngươi thêm một cơ hội nào nữa đâu. Sửu Vương, ngươi mới là người đáng chết mà. Kỳ Linh hiện ra ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Phanh! Loan đao cực lớn của Sửu Vương mang theo quang mang sắc lạnh lập tức bổ về phía Kỳ Linh. Tuy rằng Kỳ Linh cực kỳ am hiểu phòng thủ, thế nhưng khi thực lực sai biệt quá lớn, hắn vẫn bị công kích đánh bay về phía sau. Sửu Vương có chút dừng lại, sau đó lại tiếp tục xông lên, tiếp tục đuổi giết Kỳ Linh. Phanh phanh phanh! Cả hai người lập tức chém giết lẫn nhau. Kỳ Linh gian lan mà chống cự, ỷ vào kiếm pháp phòng thủ của bản thân, ỷ vào chúa tể khải giáp hộ thể, cho nên dù bản thân kém một đẳng cấp, thế nhưng ít nhất Kỳ Linh vẫn còn có thể kiên trì được một hai. Hắn đã không còn đạo phù uy lực như vừa rồi nữa rồi. Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đồng thời hắn cũng lao đến. A Xíu, tên tiểu tử này mà ngươi cũng phải đánh lâu như vậy sao? Để ta tới giúp ngươi. Thực lực của hắn yếu hơn ta, thế nhưng thần thông hộ thể lại rất là lợi hại. Sửu Vương truyền âm nói, giáo chủ, ta và người liên thủ có thể đơn giản đánh bại, đồng thời còn có thể nhanh chóng bắt giữ được hắn ta. Động thủ, giết! Tuyết Hoan đạo quân, Tư Gia đạo quân ở trong quả cầu dây leo đang xem cuộc chiến cũng đồng thời vọt tới. Lúc này Kỳ Linh bị trà đạp, bọn hắn cũng không cho rằng Kỳ Linh đã không còn đạo phù đáng sợ kia nữa. Đương nhiên bọn hắn phải lập tức ra cướp đoạt động minh ngọc phù. Lúc này Kỳ Linh đã bị dồn đến tuyệt cảnh, Sửu Vương, Tuế Mộng giáo chủ, Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân đều đánh tới, tất cả đều muốn giết hắn. À! Kỳ Linh bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, khí tức của hắn đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Lần này Cửu Trần hoàn toàn là vì hắn mà đồng ý hỗ trợ, thế nhưng lại bị người ta dụng độc đáng sợ như thế để tra tấn, bị tra tấn đến trình độ chính mình muốn chết ư? Khi Cửu Trần dùng khẩu hình muốn nói với Kỳ Linh một câu giết ta đi, lúc ấy Kỳ Linh chỉ cảm thấy tim mình như bị một thanh đao đâm rách, đau đớn, hối hận và áy náy. Khi hắn muốn xuất ra động minh ngọc phù để chấm dứt chém giết, thì lại phát hiện ra Thiên Nhất đại ca lại đi bế quan. Kỳ Linh đã hoàn toàn bị dồn đến đường cùng. Lúc dùng chúa tể đạo phù, khi hư ảnh cự kiếm uy thế ngập trời kia hiện ra, kiếm ý đáng sợ cao cao tại thượng kia bỗng nhiên khiến cho tâm linh của Kỳ Linh chấn động. Bình cảnh luôn bị vây khốn, hắn bắt đầu buông lỏng. Hắn đã dần dần có thêm rất nhiều linh ngộ. Ở bên trong đỉnh Nam Hành Cung, hắn mượn ly hợp thạch phủ hương lô để tu hành nhiều năm. Tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý, duy tâm kiếm ý, thiên băng kiếm ý và âm dương kiếm ý cũng đều đạt đến tầng thứ 3. Thế nhưng lúc hắn muốn dung hợp thành trung cực kiếm đạo tầng thứ 3 lại một mực không có thành công. Mà giờ khắc này, dưới cảm xúc cực kỳ điên cuồng, hồn phách chân linh của hắn cũng ở trong hoàn cảnh cực kỳ điên cuồng. Khi thi triển ra hư ảnh cự kiếm, trong lòng của hắn quả thực đã hiện lên linh quang. Cho nên khi chúa tể đạo phù không thể giết chết được địch nhân, lúc Sửu Vương đánh tới, Kỳ Linh cũng không còn thủ đoạn gì để đối phó. Thế nhưng hắn cũng không có trốn, cũng không phải là không biết tự lượng sức mình mà chém giết với Sửu Vương. Ở trong lúc chém giết, trong đầu hắn dần dần thành hình kiếm ý. Vào thời khắc khi hắn hiểu được tất cả mọi chuyện, trung cực kiếm đạo tầng thứ 3, vào thời khắc hắn hiểu ra tất cả hối hận, áy náy, phẫn nộ ở dưới đáy lòng của Kỳ Linh đều lập tức bạo phát. À! Kỳ Linh ngửa đầu phát ra tiếng giống điên cuồng, tiếng giống ầm ầm nổ vang ở trong thiên địa. Chịu chết đi! Ánh mắt Kỳ Linh đảo qua Sửu Vương đang đánh tới ở phía trước, còn có Tối Mộng giáo chủ, Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân. Oanh 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 ầm! Chỉ thấy có một mảnh giao long dài hẹp từ bên ngoài thân thể Kỳ Linh bay ra. Chín đại bí thuật hóa thành chín đầu giao long tùy ý di chuyển, sau đó lập tức biến thành âm dương hỗn độn thế giới mãnh liệt đáng sợ. Hiện tại trung cực kiếm đạo chi âm dương đã không thua gì trận pháp lúc Vạn Thần đạo quân còn ở đỉnh phong nữa rồi. Chín đại bí thuật dưới trung cực kiếm đạo chi âm dương vận chuyển,
bộc phát ra uy năng làm cho người ta phải sợ hãi. Hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ trực tiếp bị cưỡng ép ngăn cản lại. Tâm trí thế giới khuếch trương, đạo thụ sinh trưởng, thân thể lột xác đi. Kiều Linh không chút do dự, vô cùng xa xỉ sử dụng hỗn độn linh đan. Loại đan dược như thiên nguyên đan, hỗn độn linh đan đều được sử dụng trong lúc chiến đấu kịch liệt. Sau khi bị tiêu hao thần lực có thể dùng để nhanh chóng bổ sung. Bởi vì tốc độ bổ sung của hỗn độn tinh thạch quá chậm, tốc độ bổ sung của hỗn độn linh dịch rất nhanh. Thế nhưng hỗn độn linh dịch lại rất thần kỳ, khi sử dụng lại tiêu hao quá lớn. Ví dụ như khi phục dụng một thân thần lực, nếu như dùng hỗn độn tinh thạch để hồi phục, chỉ sợ chỉ cần 1000 phương là đủ để phục hồi thần lực rồi. Thế nhưng nếu dùng hỗn độn linh dịch lại cần đại khái 1000000 phương. Đây là con số khủng bố như thế nào đây? Dùng đan dược 10 khỏa thiên nguyên đan cũng đã đủ rồi, cũng chỉ có giá trị 10000 phương mà thôi. Tuy rằng so với dùng hỗn độn tinh thạch còn nhiều hơn, thế nhưng đan dược đối với thần thể lại không có gánh nặng gì, bản thân có thể nhanh chóng hoàn toàn hấp thụ. Thứ Kỳ Linh sử dụng chính là một loại hỗn độn linh đan càng thêm cao đẳng, một khỏa đã có giá trị 10000 phương. Đương nhiên, năng lượng sử dụng để khôi phục thần lực cùng với đột phá thần thể là hoàn toàn khác nhau. Phương diện về lượng sẽ khổng lồ hơn nhiều, cho nên rất nhiều đạo quân thà rằng thu nạp hỗn độn chi lực ở bên ngoài. Người xa xỉ một chút thì dùng hỗn độn tinh thạch để đột phá, xa xỉ hơn nữa thì dựa vào linh đan. Còn về phần dùng hỗn độn linh dịch để đột phá ư, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Ào ào, vèo vèo, đạo thụ nguy nga không ngừng sinh trưởng từ 8000-4000 trượng, tiếp tục kéo lên bên trên cao. Thân cây càng thêm cao to, cành càng to và dài, toàn bộ đạo thụ lập tức trở nên càng thêm khổng lồ, mãi cho tới khi kéo dài lên tới độ cao trọn vẹn 99000 trượng thì mới dừng lại. 99000 trượng, đây đã là cực hạn của tam bộ đạo quân. Đương nhiên, tuy rằng Kỳ Linh đã đột phá đến tam bộ đạo quân, thế nhưng thứ hắn lĩnh ngộ chính là trung cực kiếm đạo, cho nên đạo thụ của hắn cũng khác xa so với đạo thụ của các đạo quân khác, to lớn hơn rất nhiều. Từ đó cũng đã biểu hiện cho căn cơ của hắn càng thêm hùng hậu. Oanh! Tâm trí thế giới cũng đã bắt đầu điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài. Lập tức có 100 khỏa hỗn độn linh đan xuất hiện ở trong tâm trí thế giới. Tâm trí thế giới này điên cuồng hấp thu năng lượng, đang bắt đầu kịch liệt khuếch trương. Oanh! Lúc trước Kỳ Linh đột phá đến nhị bộ đạo quân, chỉ dùng hỗn độn tinh thạch để đột phá thì cũng chỉ mất một chút thời gian rất nhỏ mà thôi. Còn lần này, thần thể của Kỳ Linh lại dựa vào năng lượng ẩn chứa trong hỗn độn linh đan để đột phá. Trong nháy mắt, oanh một tiếng, toàn bộ thần thể từ trong ra ngoài đồng thời lột xác. Mỗi một tế bào đồng loạt lột xác, bởi vì có đủ năng lượng cung ứng, cho nên mau chóng trở nên kinh người. Thân lực, pháp lực trong nháy mắt đều đồng thời đột phá. Chỉ có tâm trí thế giới hấp thu nhiều năng lượng nhất, cho nên Kỳ Linh cũng đã chuẩn bị 100 khỏa hỗn độn linh đan, cho nên thời gian tiêu hao cũng dài hơn một chút. Thanh hoa vũ khí chiến lực đang dần dần chuyển hóa, chuyện này cũng cần có chút thời gian. Dù sao thanh hoa vũ khí chiến lực cũng chỉ có tổng cộng 1111 giọt, mà mỗi một giọt đều là có thể gia tăng thần lực, pháp lực toàn thân. Nếu như dùng hỗn độn linh đan để bổ sung thanh hoa vũ khí chiến lực, như vậy bản thân Kỳ Linh cũng không bổ sung được nổi. Lấy Kỳ Linh làm trung tâm, 9 đầu giao long tạo thành âm dương hỗn độn thế giới, trực tiếp va chạm với hình chiếu thế giới của Tuế Mộng, bắt đầu nghiên cứu áp đảo về phía 4 gã đạo quân kia. Đồng thời ở giữa không trung cũng xuất hiện từng đạo kiếm quang. Có kiếm quang phảng phất giống như núi cao nguy nga mà bá đạo, có kiếm quang thì lại sắc bén không thể đỡ, làm cho lòng người rung động không thôi. Có kiếm quang thì tùy ý tung hoành, nhanh nhẹn mà khó lường. Ngàn vạn đạo kiếm quang hiện ra, tất cả đều là thứ do trung cực kiếm đạo tầng thứ 3 của Kỳ Linh diễn biến mà thành. Càng là cường giả thì uy năng của đạo lại càng tăng trưởng. Chỉ cần dựa vào uy năng của đạo thì cũng đủ để có được 2-3 thành thực lực cận chiến. Phành phành phành, ngàn vạn đạo kiếm quang rậm rạp mà chẳng chịt, phi hành ở bên trong âm dương hỗn độn thế giới, bắn thẳng về phía 4 gã đạo quân. Xoẹt. Khí tức của bản thân Kỳ Linh cũng đã ổn định lại, đạt đến một cấp độ rất cao so với trước đó. Trong tích tắc này, thần lực pháp lực cũng đã đột phá một cách hoàn mỹ. Kỳ Linh nhoáng một cái, trên người đã hiện ra 3 đầu 6 tay, cầm trong tay 6 thanh Bắc Khổng kiếm, khí thế cực kỳ rộng rãi. Giết! Kỳ Linh khống chế vô số kiếm quang, khống chế âm dương hỗn độn thế giới, trực tiếp giết tới 4 người này. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? 4 người Sử Vương, Tuế Mộng, Tư Gia, Tuyết Hoan
đứng ở trong hàng ngũ đạo quân đỉnh phong nhất, tất cả cũng không có coi Kỳ Linh là đối thủ của mình. Tất cả đều nghĩ có thể mau chóng giết chết được Kỳ Linh để cướp đoạt Động Minh Ngọc Phù, sau đó bọn hắn sẽ cạnh tranh với nhau, cho nên rất cẩn thận cảnh giác đối thủ cạnh tranh với mình. Còn về phần Kỳ Linh Ngư, trong mắt bọn hắn chỉ là một người hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng bây giờ khí tức mà Kỳ Linh bộc phát ra, âm dương hỗn độn thế giới đáng sợ kia, không một thứ nào là không biểu hiện thực lực của Bắc Minh đạo quân này đã đạt đến một trình độ kinh người. Oanh! Âm dương hỗn độn thế giới nghiền ép mà đến, trực tiếp cắn nuốt Sửu Vương Tư Gia đạo quân đang xông về phía trước. Bí thuật rất mạnh. Sửu Vương Tư Gia đạo quân lập tức cảm giác được ở trên người có thêm một tầng áp bách, tốc độ cũng bắt đầu giảm đi rất nhiều. Tuế Mộng, còn không tranh thủ thời gian ngăn cản cái bí thuật này đi. Tư Gia đạo quân truyền âm quát lên. Hình chiếu thế giới của ta không ngăn cản được. Tuế Mộng giáo chủ cũng đang kiệt lực muốn cứng đối cứng để áp chế bí thuật này. Thế nhưng trong lúc chín đại bí thuật và hình chiếu thế giới va chạm vào nhau, tuy rằng hình chiếu thế giới không kém bí thuật này nhiều, thế nhưng vẫn phải liên tiếp bại lui như trước. Chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tâm ý của Tuế Mộng giáo chủ khẽ động, vốn hình chiếu thế giới vẫn đang cứng đối cứng với bí thuật ngay lập tức trở thành hư ảo, bắt đầu chồng chất lên chín đại bí thuật. Hình chiếu thế giới là một loại lực lượng khác, thế nhưng lực lượng lại hoàn toàn khác biệt với bí thuật. Nó có thể chồng chất hoàn mỹ với bí thuật, khiến cho uy lực của nó kịch liệt tăng vọt, thế nhưng nó cũng có thể quấy rối và phá hỏng bí thuật. Kiềm chế. Trong mắt của Tuế Mộng giáo chủ có hàn quang lóe lên. Ngay khi hoàn toàn trùng điệp, hình chiếu thế giới đã bắt đầu điên cuồng dây dưa với chín đại bí thuật, lập tức khiến cho uy lực của chín đại bí thuật suy yếu kịch liệt, suy yếu đến trình độ mà đạo quân đỉnh phong có thể trực tiếp xem nhẹ. Sao? Cái gì? Kỳ Linh cũng cảm nhận được mỗi một phần năng lượng từ chín đại bí thuật của hắn đều đang nhận lấy từng tầng trói buộc, uy lực không ngừng suy yếu kịch liệt. Hình chiếu thế giới ư? Đợi đến khi tâm trí thế giới của ta hoàn toàn khuếch trương, tới lúc đó sẽ trực tiếp nghiền ép ngươi. Sát cơ trong mắt Kỳ Linh bốc lên, tay hắn cầm 6 thanh Bắc Khổng kiếm trực tiếp bắn về phía Sửu Vương ở phía trước. Cận chiến mới là chỗ dựa của hắn, bí thuật chẳng qua chỉ vẹn vẹn là phụ trợ mà thôi. Coi như ngươi đã đột phá trở thành đạo quân đỉnh phong, đối mặt với chúng ta mà cũng dám kiêu ngạo như vậy ư? Lại dám lấy một địch bốn sao? Đối mặt với bốn người chúng ta, coi như là hai người Lê Tinh công chủ, Quang Minh Vương thì cũng phải tránh lui thôi. Sửu Vương cười nhạo, hắn đã nhìn ra được có lẽ Bắc Minh đạo quân này đã đột phá, thế nhưng hắn chính là đạo quân đỉnh phong nhất, hắn lại e ngại đối phương đây. Chết đi! Hai tay Sửu Vương lập tức cầm đao, loan đao cực lớn gào thét, mang theo một cỗ ý tứ vô cùng thê thảm. Ở giữa không trung lập tức xuất hiện một vòng lưu quang giống như trăng khuyết, phẫn nộ bổ về phía Kỳ Linh. Cũng may dịch ba giới này áp chế thời không rất là lợi hại, một ít uy năng thời không cũng không có cách nào hiện ra được. Nếu không, một đao kia của hắn nhất định sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Xoẹt! 6 cánh tay của Kỳ Linh bỗng nhiên nắm một thanh Bắc Khổng kiếm giơ lên trên cao, cũng mạnh mẽ phẫn nộ bổ xuống bên dưới. Ngay cả thời không cũng mơ hồ chịu ảnh hưởng. Oanh! Một kiếm nặng nề như một tòa thần sơn cổ xưa phẫn nộ nện xuống, trực tiếp va chạm với loan đao cực lớn kia của Sửu Vương. Sửu Vương chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng trùng trùng điệp điệp đáng sợ nghiền ép đến, làm cho hắn không kìm lòng được mà bị đánh rớt xuống bên dưới, đụng vào cánh đồng tuyết ở phía dưới, va chạm mạnh mẽ tạo ra một cái hố sâu cực lớn. Toàn bộ thân thể cũng không kìm lòng được mà quỳ gối xuống, hai tay chống lên bên trên mặt đất. Làm sao lại mạnh như vậy được? Sử Vương sợ đến ngây người, đồng thời hắn cũng lập tức truyền âm cho Tuế Mộng giáo chủ nói: Giáo chủ, cẩn thận, công kích của tên Bắc Minh đạo quân này cực kỳ mạnh, ta có cảm giác hắn ta không thua kém gì Thiên Phủ đạo quân, nếu như cứng đối cứng, ta hoàn toàn ở dưới thế hạ phong. Thiên Phủ đạo quân sử dụng một thanh cự phủ, chứ danh hung mãnh và bá đạo. Chết đi! Sau khi Kỳ Linh phẫn nộ bổ về phía Sử Vương một kiếm, hắn lại lập tức phóng xuống phía dưới, mong muốn đuổi giết Sử Vương. Bắc Minh đạo quân thực lực rất mạnh. Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân cũng theo sát xuất thủ. Tuế Mộng giáo chủ thoáng lui về phía sau một bước, trở thành một vị cuối cùng ở trong bốn vị đạo quân. Đối với hai người Tư Gia đạo quân, hắn cũng không thèm để ý. Nếu như có thể nhanh chóng cướp được Động Minh Ngọc Phù, dùng tốc độ của bọn hắn đương nhiên có thể bỏ trốn mất dạng. Xoẹt!
Ở trước mặt Tư Gia Đạo Quân xuất hiện từng mảnh lông vũ màu vàng, hóa thành 6 đạo lưu quang màu vàng bắn thẳng về phía Kỳ Linh. Đồng thời hắn cũng hiện ra 6 cánh tay, tất cả đều cầm một mũi chùy màu vàng đánh về phía Kỳ Linh. Tốc độ của hắn là nhanh nhất, so với Tuyết Hoan Đạo Quân còn nhanh hơn một bậc. Phá cho ta! Kỳ Linh căn bản không quan tâm tới Tư Gia Đạo Quân, chỉ thấy ba đầu 6 tay của hắn, 6 thanh Bắc Hồng kiếm trong tay đều xoay tròn, cũng chỉ thi triển ra duy tâm kiếm ý. Kiếm ý lập tức sinh ra một hắc động rất lớn, hắc động thôn phệ và phá hỏng tất cả. 6 mảnh lông vũ màu vàng vừa mới đụng chạm vào hắc động này đã lập tức bay ngược ra bên ngoài. Chết đi! Tư Gia Đạo Quân cầm mũi chùy màu vàng trong tay, tốc độ siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Xoẹt xoẹt! Bỗng nhiên có 6 đạo kiếm quang kinh diễm sáng lên. Mỗi một đạo kiếm quang đều nhìn rất là bình thường, thế nhưng trong nháy mắt tiếp xúc với Tư Gia Đạo Quân, mũi kiếm thoáng chuyển đổi, lập tức oanh một tiếng xé rách tất cả, tốc độ lập tức tăng vọt, đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, mà uy năng so với Tư Gia Đạo Quân còn mãnh liệt hơn nhiều. Trung cực kiếm đạo tích huyết thước. Sau khi Kỳ Linh bước vào tam bộ đạo quân, lại thi triển ra tích huyết thước, đặc biệt là Bắc Khổng kiếm lại thích hợp thi triển tích huyết thước nhất, khiến cho uy năng của một thức này lại càng thêm kinh người. Cho dù là thời gian cũng không có cách nào ngăn cản được một kiếm này, bởi vì kiếm của Kỳ Linh đã có thể siêu việt thời gian, siêu việt không gian, có thể so sánh với một kiếm mạnh nhất của Tuyết Giám Đế Quân lúc trước rồi. Bất quá ở bên trong dịch ba giới, siêu việt thời không đã bị áp chế, thế nhưng bởi vì tích huyết thức phá hư tất cả, cho nên ngay cả cực hạn gấp trăm lần cũng đã bị cưỡng ép đột phá. Bất quá lúc bản thân Kỳ Linh thi triển ra tích huyết độn thuật, tốc độ phi hành cũng chỉ có thể là tốc độ gấp trăm lần mà thôi. Dù sao thân thể của hắn cũng không có lợi hại như Bắc Hồng kiếm, thế nhưng một kiếm đã đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo như vậy cũng là do công lao rất lớn của Bắc Hồng kiếm. A! Tư Gia Đạo Quân kêu lên một tiếng đau đớn, hắn dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn ba thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể của mình. Hắn nhìn về phía Kỳ Linh, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Làm sao lại nhanh như vậy? Bị đánh bại ở phương diện mà mình tự tin, chuyện này làm cho Tư Gia Đạo Quân không có cách nào tiếp nhận được. Theo đó, Tư Gia Đạo Quân biến thành vô số đạo quang mang, bắt đầu ngưng tụ lại ở phía xa. Cái gì? Không ngờ lại liên tiếp đánh bại Sử Vương và Tư Gia sao? Sắc mặt của Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa lập tức thay đổi. Hơn nữa, cũng chỉ vừa mới đối mặt trong lúc ngắn ngủi đã có thể đánh bại được ư? Bắc Minh, xem ra người đã có thực lực bài danh trong năm vị trí đầu rồi. Đến đây đi, lần này đến dịch ba giới, ta muốn tranh tài với những người đứng top đầu rồi. Tuyết Hoan Đạo Quân phóng ra, trong lúc bắn tới, thân thể của hắn đồng thời phát ra tinh quang, cũng ngưng tụ ra hai đạo tinh thần phân thân ở bên người. Trong lúc nhất thời, Tuyết Hoan Đạo Quân và hai đạo phân thân đồng thời vây công Kỳ Linh. Cút sang! Kiếm quang của Kỳ Linh mênh vông vô cùng, hắn quát lên một tiếng. Hai người chém giết tới mức kinh thiên động địa. Rõ ràng Kỳ Linh đã chiếm thế thượng phong, thế nhưng Tuyết Hoan Đạo Quân và hai đạo tinh thần phân thân lại vẫn có thể trở lại hắn như cũ. Dù sao chính diện chém giết nhau, ngay cả Cửu Trần ở trước mặt Tuyết Hoan Đạo Quân cũng phải chịu thua. Lực phòng ngự của Tuyết Hoan Đạo Quân có thể nói là chưa đủ hoàn mỹ, thế nhưng cho dù là Lê Tinh Cung Chủ, Quang Minh Vương đến thì cũng nhất định có thể dung chuyển được hắn. Trong bốn người chúng ta, luận cận chiến thì Tuyết Hoan Đạo Quân là người mạnh nhất rồi. Ngay cả Sửu Vương, Tư Gia, Tuế Mộng cũng phải thừa nhận điểm này. Thế giới, Hằng Lâm! Kỳ Linh cầm lên một tiếng, oanh! Hư ảnh một tòa thế giới rộng lớn bỗng nhiên từ trên cao Hằng Lâm. Bên trên có núi non sông ngòi, có thảo nguyên sa mạc, có vô số hải dương, đặc biệt là một thanh kiếm ở trung ương lại càng dễ làm cho người ta chú ý. Uy thế của nó hiện tại rất là cường đại, áp lực trùng trùng điệp điệp áp bách xuống, kết hợp hoàn mỹ với chiến đại bí thuật của Kỳ Linh vào cùng một chỗ. Phanh! Hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ lập tức bị đánh nát. Tuyết Hoan Đạo Quân, Tư Gia, Sửu Vương, Tuế Mộng lập tức cảm giác được có một cỗ áp lực đáng sợ đang áp bách lên thân thể của mình. Uy lực chín đại bí thuật hình chiếu thế giới của Kỳ Linh lớn đến mức đáng sợ, khiến cho thực lực của đám người Tuyết Hoan Đạo Quân chỉ sợ không còn được đủ năm thành như trước đó nữa. Hình chiếu thế giới của hắn làm sao có thể mạnh như vậy được? Phá cho ta! Tuế Mộng giáo chủ lần lượt đánh ra hình chiếu thế giới, không ngừng đánh thẳng về phía trước, cũng có thể hóa giải áp bách ở trên người của Tuyết Hoan, Tư Gia và Sửu Vương, Tuế Mộng.
Dù sao, hình chiếu thế giới của Tế Mộng giáo chủ so sánh với của Kỳ Linh, tâm chi thế giới của Kỳ Linh hơi lớn hơn một chút, cho nên uy năng chênh lệch cũng rất có hạn. Phành! Tuy rằng có thể hơi chút giảm bớt, thế nhưng Tuyết Thoan đạo quân vẫn chỉ có thể thi triển ra được 7 thành thực lực trước đó mà thôi. Trong nháy mắt, giao thủ đã bị Kỳ Linh dùng thiên băng thức đánh trúng. 6 thanh kiếm liên tiếp phẫn nộ nện xuống, trực tiếp cưỡng ép nện bay Tuyết Thoan đạo quân. Đối mặt với loại phòng ngự hoàn mỹ này, dùng lực phá pháp là phương thức thường thấy nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Giết! Sau khi Kỳ Linh đánh bay Tuyết Thoan đạo quân, lại lập tức bắn thẳng về phía Sửu Vương. Sửu Vương là người yếu nhất ở đây, cũng là người mà Kỳ Linh muốn giết nhất. Hắn lấy một địch bốn là còn chiếm thế thượng phong sao? Tư gia Tuyết Thoan, Tuế Mộng, Sửu Vương đều có chút rung động, đặc biệt là nhìn thấy chín đại bí thuật và hình chiếu thế giới của Kỳ Linh kết hợp với nhau, chấn áp toàn bộ mọi người. Nếu như chúng ta phân tán, nhất định sẽ bị hắn ta đánh bại từng người. Mọi người cùng nhau liên thủ, cùng nhau vây công hắn ta. Tuế Mộng giáo thủ truyền âm nói, bốn người chúng ta liên thủ, coi như là trước khi tiểu thánh không có vũ trụ chi bảo cũng không thể chống cự được. Được. Tư gia đạo quân đồng ý. Được. Tuy rằng Tuyết Hoan đạo quân kiêu ngạo, thế nhưng vẫn lập tức đồng ý. Ông. Một cỗ chấn động kỳ dị từ trên người Kỳ Linh lan tràn ra, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của Sửu Vương. Huyễn tinh thuật. Dùng tâm chi thế giới hiện tại để nuôi dưỡng tâm lực, lại thi triển ra huyễn tinh thuật, uy lực lập tức đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà Sửu Vương vốn hai tay còn đang cầm loan đao, muốn cố gắng ngăn cản, không ngờ động tác ở trong tay lại bắt đầu trở nên chậm lại. Xoẹt xoẹt. Ba đầu sáu tay của Kỳ Linh đều cầm trong tay sáu thanh Bắc Cổng kiếm, đồng thời phẫn nộ chém về phía Sửu Vương. Phanh 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 phanh. Trong tích tắc, Kỳ Linh đã liên tiếp chém xuống. Mỗi một kích đều là trung cực kiếm đạo chi thiên băng, là một chiêu hung mãnh nhất và bá đạo nhất của Kỳ Linh. Tuy rằng Sửu Vương có khải giáp vĩnh hằng pháp bảo hộ thể, thế nhưng lực lượng đáng sợ này đánh vào, dưới tình huống không có bất kỳ ngăn cản gì, lần lượt đánh thẳng vào trong thần thể của hắn. Lúc Kỳ Linh chém xuống kiếm thứ 5, thần thể của hắn đã hoàn toàn bị chém cho nát bấy. Kỳ Linh một mạch chém xuống, 6 kiếm mới dừng lại, thi thể của Sửu Vương ở giữa không trung lập tức biến thành bột mịn, chỉ còn lại có khải giáp, loan đao, tất cả đều là bảo vật. Sửu Vương, một đạo quân đỉnh phong, cứ như vậy mà mất mạng. Không! Tuế Mộng giáo chủ trợn tròn mắt, phát ra tiếng gào thét thống khổ, thanh âm đã trở nên có chút sắc lạnh. Làm sao có thể? Vừa mới rồi, bốn người còn đang chuẩn bị cùng liên thủ vây công đối phương. Thế nhưng, không ngờ Sửu Vương đã bị giết. Tư gia đạo quân, Tuyết Thoan đạo quân lập tức có chút bối rối. Tuế Mộng! Ánh mắt tràn ngập sát ý của Kỳ Linh rơi vào trên người Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa. Trong lòng càng thấy áy náy đối với Kiều Trần, thì sát ý của Kỳ Linh đối với Sửu Vương, Tuế Mộng lại càng đậm đặc. Chết đi cho ta! Kỳ Linh gào thét một tiếng rồi giết qua. Tuế Mộng giáo chủ thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến. Thứ hắn am hiểu nhất chính là tâm lực lưu, phương diện cận chiến cũng chỉ hơi mạnh mẽ hơn so với Sửu Vương một chút mà thôi, đâu phải là đối thủ của Kỳ Linh đây. Hắn nhanh chóng lùi lại, đồng thời lại truyền âm cho Tư Gia đạo quân và Tuyết Hoan đạo quân nói: Tư Gia huynh, Tuyết Hoan huynh, nhanh chóng đến giúp ta. Nếu như ta chết đi, người kế tiếp mà hắn vừa giết rất có thể chính là các ngươi. Dùng hình chiếu thế giới và bí thuật của hắn áp chế tốc độ của các ngươi, chỉ sợ cũng không có cách nào vượt qua được gấp trăm lần cực hạn thiên đạo đâu. Khi đó tất nhiên sẽ bị hắn đuổi theo rồi chém giết thôi. Tuyết Hoan đạo quân chủ động giết về phía Kỳ Linh, khạc khạc cười nói: Bác Minh đạo quân, không ngờ vừa rồi ngươi lại có thể đánh lui ta. Thế nhưng đó cũng là do ta trở tay không kịp. Lần này chúng ta lại đến đây. Tư Gia huynh. Tuế Mộng giáo chủ tiếp tục truyền âm thúc giục người còn lại. Tuế Mộng, tâm lực quyến thuật của Kỳ Linh này cực kỳ đáng sợ. Tư Gia đạo quân truyền âm nói: Ta cũng không dám tới gần hắn ta. Có cái gì mà phải sợ chứ? Đạo tâm của A Xíu có chỗ thiếu hụt, cho nên mới đơn giản bị chúng chiêu như vậy thôi. Ngươi xem Tuyết Hoan đạo quân xem, không phải hắn không sợ chút nào hay sao? Tuế Mộng giáo chủ truyền âm nói: Sửu Vương là đạo quân nghịch thiên bài danh trước 20, cũng là một tôi tớ duy nhất trong các đạo quân. Hắn cam tâm đi theo Tuế Mộng giáo chủ, thậm chí còn tuyệt đối trung thành, coi Tuế Mộng giáo chủ so với chính bản thân mình còn quan trọng hơn. Chính là bởi vì Tuế Mộng giáo chủ dần dần dẫn đạo trong vô số năm tháng thì mới có thể khiến cho Sửu Vương trung thành như thế. Mà quả thực ở phương diện đạo tâm, Sửu Vương có một chút thiếu hụt, mà chỗ thiếu hụt này lại là do chính bản thân Tuế Mộng giáo chủ tự mình gieo xuống. Tuế Mộng, đừng có coi ta là kẻ ngu. Tư Gia đạo quân truyền âm khinh thường nói:
ta không phải là đối thủ của Bắc Minh đạo quân, ta sẽ không cận chiến với hắn đâu. Yên tâm đi, ta cũng sẽ khống chế pháp bảo trợ giúp các ngươi một tay. Từng mảnh lông vũ màu vàng tức thì xuất hiện, 6 mảnh lông vũ màu vàng hóa thành 6 đạo lưu quang bắt đầu tập kích về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh và Tuyết Hoan đạo quân lại một lần nữa giết về phía nhau. Ông Kỳ Linh thi triển huyễn tinh thuật, đối với ta không có tác dụng đâu, ta đã lần lượt tu luyện trong sinh tử, huyễn thuật của ngươi muốn dung chuyển ta vẫn còn kém xa. Chiến ý của Tuyết Hoan đạo quân sôi trào, hắn thực sự rất khát vọng chiến đấu. Cho dù hắn biết rõ Tuế Mộng giáo chủ có tâm lợi dụng hắn, thì hắn vẫn nhào về phía trước như cũ. Huyễn thuật của ta thực sự vẫn còn có chút yếu kém. Bản thân Kỳ Linh cũng hiểu rõ điều này. Nếu như có thể quét ngang tất cả đạo quân nghịch thiên, đạt được tới cấp độ như Vũ Thường đạo quân kia, khi đó có lẽ tâm lực của Kỳ Linh sẽ có thể so sánh được với Vũ Thường đạo quân. Thế nhưng huyễn tinh thuật so sánh với Vũ Thường mê hồn khúc vẫn còn kém xa vô cùng. Không cần huyễn thuật thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Kỳ Linh vô cùng hung mãnh, sáu thanh Bắc Hồng kiếm mang theo uy thế cuồn cuộn cùng với xu thế nghiền ép, trực tiếp ngang ngược chém về phía trước. Tuy rằng trung cực kiếm đạo chi thiên băng của Kỳ Linh ngang ngược, thế nhưng cũng rất là tinh diệu phiêu hốt, khiến cho Tuyết Hoan đạo quân không thể tránh né được, bản thân cũng chỉ có thể lần lượt thừa nhận công kích mà thôi. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy lần Tuyết Hoan đạo quân và hai đạo tinh thần phân thân cũng bị đánh ngược về phía sau. Tuế Mộng còn không mau qua đây giúp ta. Tuyết Hoan đạo quân truyền âm quát lên, một mình ta không ngăn được hắn. Tuyết Hoan huynh, thế nhưng hắn ta cũng không giết được ngươi đâu, đây chính là cơ hội tốt giúp ngươi ma luyện bản thân mà. Tuế Mộng giáo chủ truyền âm nói, nếu như ngươi không tới đây thì ta sẽ quay đầu rời đi, bởi vì ngươi hiện tại Bắc Minh này muốn giết người nhất chính là ngươi. Tuyết Hoan đạo quân lạnh lùng nói một câu, đáng chết mà. Tuế Mộng giáo chủ thấy thế chỉ có thể cố nén nộ khí trong lòng mà thôi. Nếu như Tuyết Hoan huynh muốn ta hỗ trợ, tuy rằng ta cận chiến hơi có chút yếu, thế nhưng cũng sẽ ra tay một bên. Nói xong, Tuyết Hoan đạo quân và Tuế Mộng giáo chủ lại một lần nữa giết qua. Mà lúc này Tư Gia đạo quân đã khống chế 6 mảnh lưu quang màu vàng, cũng bắt đầu vây công Kỳ Linh. Oanh oanh oanh, hình chiếu thế giới chín đại bí thuật chấn áp hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ, dưới lần lượt trùng kích, áp lực lập tức giảm bớt. Kỳ Linh cầm trong tay 6 thanh Bắc Hồng kiếm, trực tiếp nghênh đón địch nhân từ 4 phương đánh tới. Tuyết Hoan đạo quân, hai đạo tinh thần phân thân, Tuế Mộng giáo chủ còn có 6 đạo lưu quang, nhanh đến mức đã vượt qua gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Ta cũng không tin ngươi có thể chịu được quá lâu, 3 đạo quân đỉnh phong vây công mà ngươi cũng có thể chịu đựng được sao? Tư Gia đạo quân ở phía xa thực sự không muốn tiếp nhận kết quả này. Hắn điều khiển 6 mảnh lông vũ màu vàng, đó là 6 mảnh lông vũ quan trọng nhất của sinh mệnh đặc thù như hắn, lại trải qua luyện hóa. 6 mảnh lông vũ này đã hóa thành bảo vật bổn mạng. Bình thường hắn gặp phải đối thủ lợi hại đều dùng pháp bảo này để công kích từ cự ly xa. Lông vũ phiêu hốt mà bất định, mà lại vô cùng sắc bén, có thể cắt nát tất cả. Đáng chết mà. Tới Mộng giáo chủ hiện ra 6 cái cánh tay, bên trên mỗi cái cánh tay đều có móng vuốt sắc bén tối đen như mực. Đó là thần binh kỳ dị, hình dáng như móng vuốt sắc bén. Trên đầu ngón tay sắc bén có một chút bạch quang lập lòe. Lúc móng vuốt sắc bén của hắn vung vẩy như mộng như ảo, khiến cho Kỳ Linh có một loại cảm giác như là nằm mơ, thậm chí còn có cảm giác khát vọng có được một giấc ngủ. Dù sao Kỳ Linh cũng là đạo quân đỉnh phong nhất trên tâm lực lưu, đương nhiên có thể đơn giản chống cự được loại cảm giác này. Có lẽ từ chuyện này cũng có thể nhìn ra sự khác nhau giữa Tuế Mộng giáo chủ và Kỳ Linh. Dù sao thời gian tu hành của Kỳ Linh quá ngắn, nếu như dùng tâm lực lưu để xuất thủ cũng chỉ có tâm lực diệt tuyệt thuật và huyễn tinh thuật mà thôi. Hai thứ này cũng xem như sát chiêu, thế nhưng một ít chiêu thức có thể chiến đấu bình thường lại rất ít, là bị nhiễm một ít chiêu thức của địch nhân, cho nên Kỳ Linh cũng không có nghiên cứu gì cả. Dù sao hắn cũng không có nhiều thời gian để đi nghiên cứu tâm lực lưu như vậy. Chết đi, chết đi, chết đi cho ta. Bờ môi của Tuế Mộng giáo chủ khẽ động, từng đạo thanh âm không ngừng quanh quẩn bên tai Kỳ Linh, giống như là mộng yểm. Đồng thời móng vuốt sắc bén của hắn lần lượt bắn thẳng về phía Kỳ Linh. Tuế Mộng, tâm trí thế giới của ta so với ngươi còn càng thêm khổng lồ, một chút thủ đoạn nhỏ ấy mà dám thi triển ở trước mặt ta, quả thực là nực cười mà. Kỳ Linh tràn ngập sát ý, hơi phân ra chút kiếm quang, trực tiếp chặn lại pháp bảo của Tư Gia đạo quân cùng với Tuế Mộng giáo chủ vây công. Người chính thức tạo thành áp lực lớn nhất cho Kỳ Linh chính là Tuyết Hoan đạo quân. Tuyết Hoan đạo quân này
chỉ cần ở phương diện phòng ngự cũng đã tuyệt đối là đạo quân bài danh ba thứ hạng đầu. Trước đó Kỳ Linh ỷ vào hình chiếu thế giới và chín đại bí thuật cũng chỉ có thể đánh lui, cũng không tính là đánh bại được đối phương. Mà giờ phút này hắn bị ba người vây công, ngay cả việc đánh lui Tuyết Hoan đạo quân thì Kỳ Linh cũng không làm được. Thống khoái mà Tuyết Hoan đạo quân và hai đạo tinh thần phân thân điên cuồng vây công Kỳ Linh. Tuyết Hoan đạo quân, nhanh chóng thối lui. Kỳ Linh cũng đã đánh tới mức nóng này, giáo thanh Bắc Cổng kiếm của hắn tùy ý càn quét, cho dù bản thân lấy một địch ba cũng mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng chỉ bằng vào một chút thượng phong này, một chút hy vọng chiến thắng cũng không có, cho nên Kỳ Linh căn bản cũng không có tâm tình chém giết với Tuyết Hoan đạo quân. Tuy rằng đối thủ tốt là khó cầu, thế nhưng hiện tại Kỳ Linh đang muốn giết chết đế mộng này. Kiều Trần vẫn đang ở trong động thiên pháp bảo chịu đựng tra tấn đáng sợ, dùng đạo tâm của đạo quân đỉnh phong cũng phải chủ động xin chết. Đây chính là tra tấn đáng sợ đến bậc nào đây. Kỳ Linh thề phải giết chết tên tuế mộng giáo chủ kia, thế nhưng bây giờ lại bị tên Tuyết Hoan đạo quân này làm vướng bận. Cút ngay cho ta. Bắc Minh đạo quân, người lấy một địch ba, quả thực ta rất bội phục thực lực của ngươi. Thế nhưng Tuyết Hoan huynh đang ở đây, ngươi căn bản không có cơ hội làm chúng ta bị tổn thất đâu. Tuyết Mộng giáo chủ cười lạnh nói, người mà hiện tại ta muốn giết nhất chỉ có một người, người đó chính là ngươi. Sát ý của Kỳ Linh tràn ngập, không có một chút che giấu nào cả. Đấu nữa thì sẽ càng có nhiều đạo quân đỉnh phong tới đây, cuối cùng người chết sẽ là ngươi. Trong mắt của Tuyết Mộng giáo chủ cũng có sát ý, nuôi dưỡng một con chó lâu như thế cũng sẽ có cảm tình, mà Sử Vương là tùy tùng trung thành nhất của hắn, đã đi theo hắn vô số năm tháng. Nếu như hắn đạt được bảo vật, chỉ cần có kiện thứ hai thì hắn cũng nguyện ý đưa cho Sử Vương này, từ đó đã có thể thấy được cảm tình song phương sâu như thế nào. Kỳ Linh giết chết Sử Vương, cho nên Tuyết Mộng giáo chủ đối với Kỳ Linh cũng tràn ngập sát ý. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy ở giữa không trung, Kỳ Linh và đám người Tuyết Hoan, Tuyết Mộng lần lượt va chạm, thanh âm nổ vang không ngừng vang lên. Xoẹt. Kỳ Linh bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại, dùng tốc độ gấp trăm lần cực hạn tiên đạo bay ngược về phía sau. Sao lại muốn đi rồi? Tuế Mộng giáo chủ thấy thế quát lớn, đuổi theo, đừng để cho hắn đào tẩu, cuốn lấy hắn, các đạo quân khác đã đến rồi, cuối cùng hắn ta cũng sẽ không gánh được đâu. Đuổi theo. Tuyết Hoan đạo quân, Tuế Mộng cũng lập tức đuổi theo. Thế nhưng tốc độ của hai người bọn họ cũng không bằng được Kỳ Linh, rất nhanh đã bị Kỳ Linh bỏ xa. Xoẹt. Kỳ Linh đang bỏ trốn ở phía xa, bỗng nhiên hư không tiêu thất. Sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Tuế Mộng giáo chủ biến sắc, không kìm lòng được, bắt đầu giảm bớt tốc độ, bởi vì hắn là người vô cùng cẩn thận. Sao? Cái gì? Tuyết Hoan đạo quân thì vẫn đuổi theo như trước, mà thần niệm lại đang cẩn thận dò xét xung quanh. Làm sao lại biến mất được? Tư gia đạo quân ở phía xa cũng có chút nghi hoặc. Tuế Mộng giáo chủ cẩn thận nhìn về phương xa. Sao? Tuế Mộng giáo chủ bỗng nhiên cảm ứng được, ở trong tối tăm có cảm giác uy hiếp chí mạng, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Phốc một tiếng, một thanh kiếm vô cùng mềm mại giống như một cây dây leo xuất hiện ở bên hông của Tuế Mộng giáo chủ, lập tức bắt đầu chói Tuế Mộng giáo chủ lại. Lúc này cũng có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tuế Mộng giáo chủ, thiếu niên áo trắng ba đầu sáu tay, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Kỳ Linh! Tuế Mộng giáo chủ hoảng sợ quát lớn, làm sao có thể, ngươi, độn thuật của ngươi làm sao có thể tránh né được thần niệm của ta? Trung cực kiếm đạo, ngũ đại kiếm ý, vô ảnh kiếm ý. Sau khi bước vào tam bộ đạo quân, tích huyết thức đã có thể siêu việt thời gian, siêu việt không gian, mà vô ảnh thức cũng đã đạt đến thành tựu cực cao, hiện tại đã hoàn mỹ, cho nên cũng có thể tránh đi được thần niệm tam lực dò xét, có thể giữ tình huống địch nhân không có phòng bị mà bắt lấy địch nhân. Đây là sát chiêu đáng sợ đến bậc nào đây. Trải qua nhiều đời đạo quân nghịch thiên, nếu như ngẫu nhiên có ai có thể ngộ ra được sát chiêu như vậy, tuyệt đối đều là đạo quân đáng sợ, bài danh trong ba thứ hạng đầu. Sát chiêu như thế so với ba đại sát chiêu của Quang Minh Vương còn khiến cho người ta sợ hãi hơn nhiều. Chết đi! Một thanh kiếm của Kỳ Linh giống như là sợi chỉ mềm cho lấy Tuế Mộng giáo chủ, năm thanh kiếm khác đồng thời bắn thẳng về phía Tuế Mộng giáo chủ. Xoẹt xoẹt. Toàn thân Tuế Mộng giáo chủ óng ánh, hóa thành đạo thân ảnh, định thoát khỏi trói buộc mà nhanh chóng bỏ trốn. Phốc phốc. Năm thanh kiếm của Kỳ Linh mang theo ý tứ điên cuồng, phá hư và hủy diệt bắn ra. Thứ mà hắn thi triển chính là trung cực kiếm đạo tích huyết thức, phá hủy tất cả. Tất cả năm đạo lưu quang đều đâm vào bên trên đạo thân ảnh này. Xoẹt.
đạo thân ảnh này bay đến xa xa rồi ngưng tụ lại, lại hóa thành Tuế Mộng giáo chủ. Sắc mặt của hắn trắng bệch, một tay che ngực, khóe miệng đều là máu tươi. Mặc dù hắn có pháp môn mộng chi hóa thân, thế nhưng hiển nhiên không có thủ đoạn trốn chạy để khỏi chết lợi hại như hai người Kiều Trần giáo chủ và Tư Gia đạo quân. Thủy hành bất tử thân của Kiều Trần giáo chủ mới gọi là lợi hại. Tư Gia đạo quân dù kém hơn thế nhưng cũng có thể khiến cho thân thể hóa thành vô số đạo hào quang. Thế nhưng có phương pháp lợi hại để bảo vệ tính mạng hay không đều có liên quan tới đạo mà bản thân tu luyện. Nhiều thứ mà Kiều Linh tu hành chính là trung thực kiếm đạo. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng hắn cũng không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng như hóa thành nước, hóa thành ánh sáng, hóa thành hắc ám vô tận. Tuy rằng mộng chi hóa thân của Tuế Mộng giáo chủ hơi yếu một chút, vừa vặn có thể chạy trốn chết từ trên tay của Kỳ Linh. Sao cái độ thuật này? Tuyết Hoan đạo quân, Tư Gia đạo quân ở phía xa xa nhìn thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi. Đi mau! Tư Gia đạo quân truyền âm quát. Tuyết Hoan, chúng ta đi nhanh lên. Thứ sát độn thuật trong truyền thuyết hay sao? Tuyết Hoan đạo quân cũng có chút sợ hãi, hắn cũng bất chấp tất cả, nhanh chóng phóng về phía Tư Gia đạo quân. Hai vị, mau giúp đỡ ta! Tuế Mộng giáo chủ tránh được một kiếp nạn, đồng thời cũng ngay lập tức truyền âm quát. Hai vị liên thủ với ta, không khó chống đỡ được Bắc Minh này đâu. Chỉ cần hai vị giúp ta, tất cả bảo vật chân người ta đều đưa cho hai vị. Tuế Mộng giáo chủ, xin thứ cho chúng ta bất lực rồi. Tuế Mộng huynh, ngươi nên tự mình nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lúc này, Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân cũng mặc kệ Tuế Mộng, hai người bọn họ tụ họp lại với nhau. Tư Gia đạo quân mang theo Tuyết Hoan, tốc độ lập tức tăng vọt, vượt qua gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Kỳ Linh liếc mắt nhìn ra xa xa, cũng không có đuổi theo nữa. Ở bên trong ba vị này, người khó giết nhất chính là Tư Gia đạo quân. Tốc độ của Tư Gia đạo quân vượt qua gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, mà lại có thể hóa thành một đạo quang mang. Muốn giết chết hắn quá mức khó khăn, tựa như trước đó đám người Tuế Mộng, Tư Gia, Cửu Trần, Sử Vương liên thủ đối phó với Cửu Trần giáo chủ vậy. Cửu Trần giáo chủ ỷ vào thủy hành bất tử chi thân đã khiến cho bọn hắn không làm gì được mình. Cuối cùng vẫn phải dựa vào hồng tán độc dịch mới có thể đối phó được với Cửu Trần. Bất luận một gã đạo quân đỉnh phong nào cũng rất khó giết chết được, đều có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng rất mạnh. May mà dịch ma giới lại có thủ đoạn áp chế không gian thời gian, khiến cho những đạo quân đỉnh phong này chỉ có thể chậm rãi mà trốn, như vậy mới có thể xuất hiện tình trạng tử thương và vẫn lạc. Chung quanh Tư Gia đạo quân có 6 phiến lông vũ màu vàng cực lớn vần quanh, mỗi một mảnh lông vũ màu vàng đều rất lớn, lớn chừng hơn 10 trượng. 6 phiến lông vũ liên hợp lại với nhau giống như một cái lồng giam hoàn toàn bao trùm lấy thân thể của Tư Gia đạo quân. Có pháp bảo ngăn cản, tên Bắc Minh đạo quân kia không có khả năng xông qua pháp bảo đâu. Sắc mặt của Tư Gia đạo quân vẫn khó coi như trước, một tay lôi kéo Tuyết Hoan hóa thành một đạo lưu quang rồi bay lên. Không ngờ lại có thứ sát độn thuật vậy. Tuyết Hoan đạo quân bị mang theo ở bên cạnh hắn cũng khó có thể tin được. Độn thuật đáng sợ như thế lại một lần nữa xuất hiện rồi. Thứ sát độn thuật ý là chỉ phong ảnh độn thuật của Kỳ Linh. Ở trong mấy thời đại trước đã có một gã đạo quân nghịch thiên ngộ ra một loại độn thuật như vậy. Độn thuật của hắn có thể lặng lẽ không một tiếng động tới gần địch nhân, ngay cả thần niệm cũng không dò xét ra được. Đợi đến lúc địch nhân phát hiện ra được nguy hiểm thì bản thân cũng đã trúng chiêu. Chuyện này đáng sợ tới bậc nào đây? Lúc đương thời mấy vị đạo quân đỉnh phong đều chết ở trong tay vị thích khách kia. Mỗi một lần hắn ám sát mục tiêu đều phải chết đi, cho nên độn thuật của hắn mới không bị tiết lộ ra bên ngoài. Về sau cũng may, bởi vì có một lần ám sát thất bại cho nên độn thuật của hắn mới tiết lộ ra ngoài. Từ đó về sau các đạo quân đỉnh phong khác mỗi một người đều tùy thời cảnh giác vạn phần, cho nên độ khó khi ám sát cũng đột nhiên tăng lên. Từ nay về sau, khi chúng ta ở bên ngoài, tốt nhất nên trốn ở trong phi chu là tốt nhất rồi. Tuyết Hoan đạo quân nói. Phi thuyền có cấm chế che chở, tên Bắc Minh đạo quân kia dù có muốn đánh lén thì cũng phải phá vỡ cấm chế, không có khả năng vô thành vô thức đến trước mặt của chúng ta được. Dùng bí thuật để bao phủ chung quanh, hủy diệt tất cả mọi thứ chung quanh cũng có thể khiến cho tên Bắc Minh kia không có cách nào tới gần được. Đáng tiếc hình chiếu thế giới và bí thuật của Bắc Minh này đều rất cường đại. Dưới sự áp bách của hắn ta, ngay cả hình chiếu thế giới của Tuế Mộng cũng lần lượt bị hắn ta nghiền nát đi. Tư Gia đạo quân cũng lắc đầu. Tên Bắc Minh này thực sự là đáng sợ mà. Hiện tại ta mượn pháp bảo để ngăn cản bốn phương tám hướng, thế nhưng hắn ta lại có thể lặng lẽ không một tiếng động đi vào bên ngoài pháp bảo của ta. Đúng vậy.
Tim của Tuyết Hoan đạo quân cũng đập nhanh không thôi. Sau khi biết được Kỷ Linh biết vô ảnh độn thuật, bọn hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Bị Kỷ Linh nhìn chằm chằm, đó chính là một cơn ác mộng. Bởi vì chờ tới lúc hắn xuất hiện ở trước mặt mình thì đã rất gần rồi. Tuế mộng, phiền toái rồi. Tư gia nói, may mà hắn nhìn chúng Tuế mộng, không có đuổi giết chúng ta. Tuyết Hoan nói, nếu như hắn đuổi giết, tuy rằng ta và ngươi chạy trốn để khỏi chết có nắm chắc rất lớn, thì nhưng nhất định sẽ bị trọng thương. Tư gia lên tiếng, Tuế mộng giáo chủ hoảng sợ chạy trốn, đồng thời cũng có vô số sợi tơ rậm rạp chằng chịt vần quanh lấy thân thể của hắn, hiển nhiên đang đề phòng Kỷ Linh lại một lần nữa đánh lén. Đồng thời hắn còn lo lắng truyền âm cho Kỷ Linh cầu xin tha thứ. Bạc Minh huynh, cầu ngươi thả ta một lần, tất cả bảo vật của ta đều có thể tặng cho ngươi. Tuế mộng, ba đầu sáu tay của Kỷ Linh cầm trong tay sáu thanh Bắc Khổng kiếm lại một lần nữa đuổi giết tới. Ta không để ý tới việc bạo lộ vô ảnh độn thuật mà thi triển ra trước mặt Tư gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân, chính là bởi vì muốn dùng vô ảnh độn thuật để giết ngươi. Lần này ai cũng không cứu được ngươi đâu. Vô ảnh độn thuật ở dưới tình huống giữ bí mật thì uy lực mới lại càng lớn. Một khi chuyển đi, tất cả đạo quân đều sẽ có biện pháp đề phòng. Tuy rằng vẫn khiến cho người ta sợ hãi như trước, thế nhưng đã không tính là uy hiếp chí mạng nữa. Bất quá Kỷ Linh cũng rất là tự tin. Hắn có thủ đoạn tâm lực cận chiến lại rất cường đại. Tuy rằng vô ảnh độn thuật là sát chiêu, thế nhưng bạo lộ thì bạo lộ không quan trọng. Thực lực cường đại sẽ không cần phải quan tâm tới việc bạo lộ sát chiêu, mà biết chính diện chiến đấu, địch nhân cũng sẽ bị trúng chiêu. Bác Minh, ta có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, người muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Tuế mộng nhìn Kỷ Linh ở phía sau càng ngày càng gần, hắn truyền âm quát lên, người đừng ép ta. Ta đang ép người đây. Kỷ Linh lại giết đến. Chết đi. Sắc mặt Tuế mộng giáo chủ lại trở nên dữ tợn. Trong tay xuất hiện một khối hòn đá màu đen, trên hòn đá có vô số điểm sáng màu vàng. Vô số điểm sáng này tạo thành đồ án kỳ dị. Tuế mộng giáo chủ lập tức bóp nát khối hòn đá màu đen này, lập tức có một cỗ uy năng mênh mông mãnh liệt hiện ra, tạo thành một đoàn kim quang chói mắt. Ồ, Kỷ Linh nhướng mày, xoẹt một cái lại lăng không lần nữa, biến mất không thấy đâu nữa. Ở đâu, ở đâu? Tuế mộng giáo chủ vừa vội lại vừa giận. Hình chiếu thế giới của Tuế mộng giáo chủ so với hình chiếu thế giới của Kỷ Linh còn yếu hơn một chút. Giờ phút này, hình chiếu thế giới chín đại bí thuật của Kỷ Linh chấn áp chung quanh, cho nên Tuế mộng giáo chủ căn bản không có cách nào dung chuyển và phá hỏng được. Cho nên đương nhiên sẽ không tìm thấy được chân thân của Kỷ Linh ở đâu cả. Chết đi! Tuế mộng giáo chủ gầm lên một tiếng, kim quang lơ lửng chói mắt ở trên đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng, tất cả phương hướng, tất cả đều bị bao phủ. Phành! Ở xa xa, cách đó hơn 10 vạn dặm, một bộ phận kim quang trong đó đã trùng kích đến một đạo thân ảnh. Lúc này, Kỷ Linh đã hiện ra. Hắn đứng ở giữa không trung, tay cầm Bắc Hồng kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, rồi lập tức hóa thành lỗ đen, có thể đơn giản ngăn cản tất cả trùng kích bắn tới. Tuế mộng giáo chủ, cho dù toàn bộ uy năng của kỳ vật bậc này công kích lên chân người của ta, thì tối đa cũng chỉ làm ta bị tổn thương mà thôi. Kỷ Linh cười lạnh nói, về phần hoàn toàn phân tán ra, như vậy ngay cả một chút uy hiếp cũng không có đâu. Uy năng ẩn chứa trong bảo vật kia đại khái là 6-7 thành uy năng từ một kích toàn lực của 8 đại thánh thành chi chủ. Hiện tại Kỷ Linh đã là đạo quân đỉnh phong nhất rồi, cách 8 đại thánh thành chi chủ cũng chỉ còn kém một bậc. Nếu như là 8 đại thánh thành chi chủ tự mình ra tay, cho dù là một kích toàn lực thì cũng không giết được Kỷ Linh. Có chúa tể khải sát hộ thể, chứ đừng nói tới việc uy năng hoàn toàn phân tán ra như vậy. Đáng chết mà. Tuế mộng giáo chủ cắn răng rồi quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng trốn chạy để khỏi chết. Độn thuật này quá khó chơi, ta xuất ra một bảo vật thì hắn lại thi triển ra vô ảnh độn thuật, ngay cả đối thủ ở đâu ta cũng không thể nhìn được. Tuế mộng giáo chủ có chút nóng nảy, chỉ sợ cho dù ta có bảo vật công kích cấp độ chúa tể thì cũng không giết được hắn ta. Bảo vật càng lợi hại thì tốt xấu gì cũng phải tìm được đối thủ. Kỷ Linh vừa thi triển vô ảnh độn thuật đã lập tức biến mất không còn tung tích đâu nữa, dùng tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, trong tích tắc chỉ sợ đã đi được trên 10 vạn dặm, 100 vạn dặm rồi, căn bản không thể đánh trúng được Kỷ Linh, mà uy năng lại hoàn toàn phân tán. Như vậy uy năng phân tán cũng bị hạ thấp xuống còn 10 lần, 100 lần. Xoẹt. Kỷ Linh lại lần nữa đuổi giết tới. Tốc độ của hắn so với ta còn nhanh hơn, hình chiếu thế giới và bí thuật cũng mạnh hơn so với ta.
phải làm như thế nào mới có thể trốn được đây? Tuế Mộng giáo chủ đã sắp phát điên, tốc độ không bằng người, thực lực cũng không bằng người. Thứ mà mình am hiểu nhất chính là tâm lực lưu, theo nhưng Kỷ Linh cũng là tâm lực tu hành giả cường đại. Dịch Ba Đế Quân, tên Dịch Ba Đế Quân chết tiệt kia! Tuế Mộng giáo chủ hận, nếu như là ở bên ngoài, ta đã sớm xé sách thời không để chạy trốn rồi. Loại bảo vật xé sách thời không để chạy trốn, đương nhiên hắn có, mà lại không chỉ có một kiện. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã trôi qua được 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ này, kỳ vật có tính công kích, Tuế Mộng giáo chủ đã dùng tới những 9 lần. Tất cả đều có uy năng đẳng cấp 8 đại thánh thành chi chủ. Có một chút thì hơi mạnh, có một chút thì hơi yếu. Kỳ Linh ỷ vào phong ảnh độn thuật, khiến cho Tuế Mộng giáo chủ không tìm được mục tiêu. Tất cả đều bị chặn lại một cách dễ dàng, thậm chí cũng không có bị đánh bay. Lại không tìm thấy rồi. Tuế Mộng giáo chủ hoảng sợ chạy thục mạng, lại còn không ngừng nhìn về phía sau, chỉ là vẫn không nhìn được thân ảnh của Kỳ Linh. Phanh! Một tiếng nổ vang xuất hiện, xung quanh hắn có vô số sợi tơ vần quanh, trực tiếp bị công kích đánh cho nát bấy. Bạc Minh đến rồi. Sắc mặt Tuế Mộng giáo chủ trắng bệch, nhìn thân ảnh của Kỳ Linh hiện ra. Giờ phút này Kỳ Linh đã công kích những sợi tơ kia, trực tiếp tới gần hắn để chém giết. Phanh phanh xoẹt. Kiếm quang hoặc là chầm thấp, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là hung lệ đánh tới. Tuế Mộng giáo chủ hoàn toàn bị chà đạp. Ngay cả Tuyết Hoan đạo quân cũng không phải là đối thủ của Kỳ Linh, chứ đừng nói là Tuế Mộng, bởi vì phương diện cận chiến của Tuế Mộng tương đối yếu kém. Vèo vèo. Hắn lại một lần nữa biến thành một đạo thân ảnh quang mang, chính là Mộng Chi hóa thân. Chết đi. Kiếm quang của Kỳ Linh không chậm một chút nào, vẫn lần lượt chém giết như trước, đâm thẳng về phía trước, công kích vào bên trên đạo thân ảnh quang mang này. Tuy rằng trạng thái Mộng Chi hóa thân có thể hóa giải một lượng lớn lực trùng kích, thế nhưng hiển nhiên còn xa không lợi hại bằng tùy hành bất tử thân. Ở phía xa, thân ảnh của Tuế Mộng giáo chủ hiện ra, ho lên một hồi, sắc mặt trắng bệch, lập tức ăn linh đan vào. Lúc này trong mắt Tuế Mộng giáo chủ đã hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trong vòng 3 canh giờ ngắn ngủi, hắn đã dựa vào Mộng Chi hóa thân trốn chạy để khỏi chết được hơn 100 lần. Thế nhưng mỗi một lần đều trọng thương, mỗi lần đều phải nhờ vào linh đan để bổ sung. Để ta xem ngươi có bao nhiêu linh đan để sử dụng đây. Sát ý của Kỳ Linh lạnh lẽo thấu xương. Bác Minh đạo quân, tha cho ta một mạng. Xin tha cho ta một mạng. Ta nguyện làm tùy tùng của ngươi trong một hỗn độn kỷ nguyên. Tất cả bảo vật của ta đều đưa cho ngươi, được không? Tuế Mộng giáo chủ lại một lần nữa cầu xin tha thứ. Lúc này hắn cũng đã cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của đối phương một hỗn độn kỷ nguyên. Hắn vốn là người cực kỳ kiêu ngạo, muốn tất cả thần phục dưới chân của hắn, bảo hắn nguyện ý làm tùy tùng. Chuyện này so với để hắn giao ra tất cả bảo vật còn khiến cho hắn khó chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng giờ phút này, vì bảo vệ tính mạng, hắn cũng đành phải làm như vậy. Bởi vì linh đan tiêu hao quá lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói, cho dù là một ngày cũng không thể nào chèo chống được. Tùy tùng ư? Thực lực của ngươi không bằng ta, tâm lực cũng không bằng ta, ta nhận ngươi làm tùy tùng làm cái gì đây? Kỳ Linh quát lạnh nói. Ngươi thật khinh người. Tuế Mộng giáo chủ nổi giận. Người khinh người quá đáng chính là ngươi. Sát ý của Kỳ Linh không che giấu một chút nào. Đuổi giết cho đến bây giờ, hắn há có thể buông tay tha cho đối phương được. Nếu có một tùy tùng lợi hại như Tuế Mộng giáo chủ mà nói, quả thực không tệ. Thế nhưng Kỳ Linh lại nhớ rõ, kẻ chủ mưu khiến cho Kiều Trần rơi vào trong thống khổ đáng sợ kia chính là Tuế Mộng giáo chủ này. Trong lòng Kỳ Linh áy náy đối với Kiều Trần, cho nên không cho phép hắn buông tha cho Tuế Mộng này. Tha mạng cho ta. Dịch Ba chết tiệt, vì cái gì đây? Ta không phục, ta không cam lòng, không cam lòng. Tiểu Thánh, tranh thủ thời gian đến đi. Vì cái gì? Tuế Mộng giáo chủ từng bước tới gần tử vong, khiến cho hắn đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Tuy rằng Tiểu Thánh đang tới gần phương hướng của Kỳ Linh, thế nhưng ít nhất cũng còn hơn vài ngày mới có thể tới được. Mà khi tới thì rất có thể Tuế Mộng giáo chủ đã không nhịn được nữa rồi. Về phần các đạo quân đỉnh phong khác, hiện tại căn bản không dám tới gần Kỳ Linh. Tư gia, Tuyết Hoan, Sử Vương, Tuế Mộng, tứ đại đạo quân đỉnh phong đối phó với một mình Bắc Minh. Thế nhưng Sử Vương chết, Tư gia Tuyết Hoan sợ tới mức chạy thục mạng, Tuế Mộng bị đuổi giết. Kết quả này đã đủ để dọa ngốc vô số đạo quân. Những đạo quân đẳng cấp thứ hai kia căn bản không dám xen vào chuyện này. Các đạo quân đỉnh phong cũng cảm thấy tim mình đập nhanh, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Thánh mới không sợ hãi chút nào. Thế nhưng dù là Tiểu Thánh thì cũng phải chậm rãi bay tới mà thôi. Tại sao lại như vậy? Không ngờ ta lại phải bỏ mạng ở nơi này.
Khí tức của Tế Mộng giáo chủ suy yếu, hóa thành một đạo quang mang hình người, ánh mắt có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Kiếm quang lạnh thấu xương của Kỳ Linh lại một lần nữa gào thét đánh tới, chém vào bên trên đạo quang mang hình người kia. Đạo quang mang hình người này cũng dần dần ảm đạm. Bác Minh, hôm nay ta chết ở trên tay ngươi, ngày khác ngươi cũng sẽ phải chết thôi. Đạo quang mang hình người của Tế Mộng giáo chủ phát ra tiếng cười điên cuồng. Đạo quang mang hình người này càng ngày càng thêm ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở trong không trung, chỉ để lại một ít pháp bảo, bảo vật của hắn mà thôi. Kỳ Linh phất tay thu những bảo vật còn sót lại kia. Trước khi Tế Mộng giáo chủ chết đi đã sử dụng tất cả đạo phù cùng với các loại kỳ bảo, mặc dù trốn không thoát, thế nhưng hắn cũng không muốn để cho Kỳ Linh tiện nghi. Chỉ có một chút chân tài pháp bảo không có cách nào hủy diệt được mới rơi vào trong tay Kỳ Linh mà thôi. Đứng ở giữa không trung nhìn dãy núi liên miên không ngớt ở phía xa, Kỳ Linh cũng rất bình tĩnh. Hắn cảm ứng được Kiều Trần giáo chủ ở trong động thiên, trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Hắn lại nhẹ giọng nói nhỏ: Kiều Trần huynh, kiên trì, cố gắng chịu đựng. Thiên Nhất đại ca. Kỳ Linh lại cảm ứng đến một chỗ khác trong động thiên, nhìn về phía Thiên Nhất đạo quân đang bế quan, trên mặt có chút khó coi. Đợi ngươi xuất quan, để ta xem ngươi giải thích như thế nào. Cũng may hắn đột phá, cho nên cuối cùng mới chuyển bại thành thắng, đánh cho Tư gia Tuyết Hoan chật vật mà trốn, huống chi lại còn giết chết Tiểu Vương và Tuế Mộng kia. Thế nhưng nếu như mình không đột phá, như vậy bản thân hắn và Kiều Trần đều đã toi mạng. Thiên Nhất đại ca nhất định phải cho hắn một lời giải thích thỏa đáng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 218 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.